Chào anh em yêu lan cây nước nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách nhận dạng cây năm cánh trắng Nha Trang. Bởi vì em là ở Nha Trang thì cũng thuộc dạng là sở hữu nhiều dòng năm cánh trắng Nha Trang nhất. Nên em sẽ tổng hợp các đặc điểm nổi bật để anh em khi mua cây đỡ tránh bị gọi là tình trạng sai cây anh em nha. Sau đây mời anh em xem clip. Đặc điểm thứ nhất để nhận dạng được cây năm cánh trắng Nha Trang là về mầm gốc. Đây anh em ha, mầm gốc thì đối với mầm gốc cây năm cánh trắng Nha Trang thì nó không có sạch sân sạch thân sạch anh em nha. Cái mầm nó lên nó vẫn có đốm đốm nhỏ nhỏ nè, đó vẫn hơi đốm. Đốm đó là đặc điểm thứ nhất, là mầm gốc lên nó vẫn có đốm, nó không có sân sạch. Sọc chỉ trắng. Đó, cây năm cánh trắng Nha Trang thì cái đường sọc chỉ trắng rất là rõ ràng. Đó anh em thấy không? Đây. Đó anh em này, đó anh em thấy không? Sọc chỉ trắng này. Đó, nó rất là rõ. Đường nào ra đường đó, nó không có bị lem. Đó. Đây là đặc điểm nhận dạng thứ hai là sọc chỉ trắng rất rõ ràng. Đó anh em thấy không? Đây nè, để em zoom lên đó anh em thấy không? Sọc chỉ trắng này. Lên. Lá tre anh em nha, lá tre đối với cây còn nhỏ thì lá nó tre đây như gần đốt tay nè anh em thấy không, đó như đốt tay. Còn nếu với cái cây năm hai nè này bạn thấy nè, đó nó không có ít khi có lá mít đâu anh em nha. Đó đây là điểm cây về phần lá, đó anh năm cánh Nha Trang thường là lá tre. Nên nhớ là cái cây Nha Trang là cái thân thủ của nó rất là ốm, nó như cái che cái đũa anh em thấy không? Đó, em đưa cái ngón tay này cây năm cánh Nha Trang, thân năm nhất cái kia năm nhất của nó rất là ốm. Anh em nào chưa chơi Nha Trang thì sẽ biết là năm nhất của nó rất là ốm, nhưng mà anh em sẽ qua kia năm thứ hai, đây năm thứ hai thì nó khỏe là cây nó sẽ mập. Đó anh em thấy không? Đó năm hai kỳ khỏe đã sẽ mập. À, thứ hai nữa là giữa cái đốt của cây năm cánh trắng Nha Trang rất là dài, từ đốt đến này có thể là từ 3 đến 4 cm. Đó, từ đốt này đây 3 đến 4 cm. Đó anh em thấy không? Đó, đây là năm hai thì nó có thể mập, nhưng mà năm nhất á, anh em thân nó rất là ốm, anh em nhìn thấy này, nó như cái xương que á, cái thân nó như xương que chứ nó không có mập. Đó là để về anh em cứ nghe cái từ năm cánh trắng Nha Trang thì cái liên tưởng đó nó thân xanh sạch, nhưng thực tế nó không phải. Cây năm cánh trắng Nha Trang thực chất nó vẫn có đốm anh em, cái này đây để em dùm, là nó vẫn có đốm, nó không có xanh sạch. Đây anh em nhìn kỹ qua cái thân này, đó giờ nó vẫn có đốm này, đốm này, và nó không có xanh sạch anh em nha. Nên là khi đi mua cây, anh em nào mà người ta nói là năm cánh trắng Nha Trang thân xanh sạch là không phải. Đây để em dùng cái thằng đó anh em thấy không, đốm này, đó nó vẫn không xanh sạch anh em nha, nó vẫn có đốm, những cái đốm của nó rất là nhỏ, nó không có đốm là đốm đậm như mấy cây phi điệp khác. Đó nó vẫn đốm. Đó, đó là cái nhận dạng đặc biệt của cây Nha Trang là thân nó không xanh sạch anh em nha. Nên khi anh em mà đi mua cây á, anh em chú ý em cái chỗ đặc điểm đó. Đây thân cây mẹ, đó, thân tơ như vậy, đây vẫn đốm anh em ha. Đó nó vẫn đốm, nó không có xanh sạch. Bởi vì em là dân Nha Trang thì đã mang tiếng là dân Nha Trang, phải sở hữu nhiều cây Nha Trang, và em để từ cây mẹ nở hoa ra cây con, đây cây năm cây chậu nái nè, hai cái tay hai năm đó, vẫn nở hoa. Đây chuẩn bị nụ rồi nè, nụ anh em nè, là tới đó. Đó đây đó. Clip vừa rồi thì em cũng giới thiệu anh em cách nhận dạng cây năm cánh trắng Nha Trang về gốc, đó về thân, về lá và độ xanh sạch của cây năm cánh trắng Nha Trang.
thì nhiều anh em nói em review về cây năm bánh trái Nha Trang, thì hôm nay em sẽ làm một clip để review cho anh em. À, review cho anh em, cho anh em nhận biết khi đi mua cây năm trái Nha Trang, biết được những cái đặc điểm đó để tránh mình bị sai cây anh em nha. Rồi em chào anh em nha.